Gojo Satoru, chiếu thuật sư mạnh nhất thời hiện đại. Nhưng sẽ ra sao nếu như Gojo trở thành hải tặc nữa? Hôm nay mình sẽ trở thành Gojo Satoru trong Block Food và tiêu diệt toàn bộ boss ở biển 1. Rồi, nhưng mà trước hết là giống Gojo nhất thì mình sẽ không thể nào mà dùng chân được. Hiện tại là mình đang dùng giỏ chữ. Ui, đi thọc tay vô túi như là Senchi vậy. Quá giống Senchi rồi. Mình là Gojo mà. Dịch chuyển. Rồi, ở dưới đây, ở dưới đây cần phải gặp một nhân vật tên là Mad Scientist. Đây, thôi xong rồi. Vậy mà đòi làm chú thuật sư sao mà đâu rồi, gì kỳ vậy? Là sao vậy mọi người? Rồi mình sẽ ây da bấm lộn nút. À quên, bị quýu. À, học xong rồi. Ủa chỉ vậy thôi hả? Đây. Đây cái chiêu này là. Đó, giống rồi nè nhưng mà. Đó. Đó, đây mới đúng là ra Gojo chứ. Rồi ok, bây giờ mình đúng rồi, giờ mình cần dịch chuyển ngược về lại đảo đầu tiên. Đó, để thử nghiệm sức mạnh của Gojo. Rồi. Ôi, đấm con cái chết luôn rồi kìa. Đấm một phát tan luôn kìa. Mạnh quá. Mạnh quá, áp đảo luôn rồi. Kiểu này tới gần là chết, đâu cần đánh đâu. Mày tới gần là chết. Đây nè. Rồi ok, vậy mình giết chùm đầu tiên ở đây là đảo khỉ. Nhưng mà nói gì nói, Gojo cũng cần phải random chế ác quỷ. Tại vì Gojo trong thế giới robot. Người cho ra chát quỷ gì đây? Đu, chát hồi sinh. Ghê vậy. Má xịn vậy. Chát hồi sinh đâu? Lắc quá, chát hồi sinh không hiện ra luôn. Rồi, em random đi. Em là méo gì có tiền mà ra random. Đúng không? Qua được chát hồi sinh nha, quy định. Giờ nó mới hiện ra nè. Ủa, em mới random ra chát lò xo hả? Ủa, chát lò xo của bắp. Ấy hồi dục đi nè. Dục xuống đất kia, anh sút nó đi. Đi, nghĩ sao vậy? Mình nhận nhiệm vụ ở đây tiêu diệt cái đó gọi là gì ta? À, cái nguyên hồn đầu tiên. Đã, Gojo qua bên kia. Ủa, lộn. Nguyên hồn này là nguyên hồn gì? Nguyên hồn du khỉ. Anh dự kiến là hai đấm là chết. Ôi, di chuyển đúng như Gojo luôn. Gì, quá mạnh. Giết nó trước khi em tới luôn rồi đi. Rồi, dịch chuyển tới đảo tiếp theo. Đảo hải tặc. Đó. Ui. Bấm lỗ nút rồi. Đây. Đâu rồi? Hề bất ghi đâu rồi? Xuống đây. Ông Hề. Đối với thầy là hả? Ôi, xong rồi. Thôi, một nút nhạc rồi. Thầy Gojo quá bá đạo rồi, không cần nhìn. Chưa, nãy giờ là chưa sử dụng tới lục nhãn với lại đưa vô trong vô lượng không xứ chứ. Còn chiêu vô lượng không xứ chưa đưa vô mà. Rồi ok, qua đây có cái đảo. Mình đi tới cái đảo đó để mình giết chùm. Rồi, đây ngồi vô đi Ni. Rồi, không ngồi được rồi. Gojo thì Gojo chứ vẫn phải đi thuyền. Nghèo hèn như là bắt buộc rồi, tại vì cái đảo này nó không có nằm trên map nên không dịch chuyển được. À đây. Ơi, cũng gần. Nè. Đâu rồi? Ánh sáng thể hiện đi. Bay cho đẹp nha, lao xuống biển đi. Rồi lao xuống biển rồi. Ghê. Vậy bay đâu vậy? À, hợp lý. Ừ, cũng ghê á. Rồi tới lượt Gojo dịch chuyển lên đảo nè. Ghê không? Ủa nhưng mà vấn đề là... Ủa nhưng mà cái thuyền nằm đó giờ sao? Ủa sao tự nhiên cái... Ở đây đâu có người bán thuyền đâu. Má thằng ngu vô ta thể hiện chứ ta. Thôi lỡ rồi, đâu rồi. Vô giết chùm này coi. Lụm cái rương gì kim cương. Để anh. Đây, bành trướng lãnh địa. Ui. Mày vô đây. Mày đâu rồi? Ôi, ý, nó dịch chuyển lụm vậy? Ui, này... Ủa sao nó dịch chuyển lụm vậy? Gì vậy? Vì sao đánh?
À, thấy nó chớp chớp không? Chớp luôn. Bữa sau nó dịch chuyển lum hết rồi. Ồ, lãnh địa của Gojo. Lãnh địa của Gojo lợi thế cho thằng này rồi, thôi đóng lãnh địa lại. Đù. Rồi nó đâu rồi? Ủa nó đâu rồi? Chết cha, nó bị nhốt trong lãnh địa đó luôn rồi đi ơi. Rồi, anh giam trong đó rồi. Anh giam nó trong đó luôn rồi. Thôi được rồi. Ok, cũng mang thuyền lại quá đỉnh. Chưa có cái kết cho nó luôn, nó đó luôn rồi. Thôi bỏ qua đi. Tới con chùm tiếp theo. Ủa, quên. Sao mình lại đi thuyền? Con chùm tiếp theo nằm ở... Đây, Hải Quân. Ở đây đang phải Marineford. À đúng rồi, chắc Marineford đó, đúng rồi. Nè, Marineford. Đây, nhận nhiệm vụ, nhận nhiệm vụ. Nè, em lên coi anh đánh với thằng này nè. Bây giờ mới bắt đầu dùng chiêu nè. Nè, nhìn anh nè. Cái này gọi là gì ta? Hư thức tử. Ghê không? Con này là gì? Này là limitless, mày không đụng được tao. Ôi lên cấp kìa. Ờ để đấm men này để lên lên chiêu. Ủa sao anh có cái áo rồi nè? Ủa sao tự nhiên hồi nãy giết chùm đó ra cái áo luôn, ra hai món luôn, là cái gì vậy? Ôi Gojo làm hải quân luôn rồi. Anh được cái áo với gì nữa vậy? À với chát quỷ này. Ok rồi, Gojo làm chú thuật sư. Đây là cấp 50 rồi nè. Anh có này rồi nè, đi. Đù. Ôi má ơi, có cung nhỏ lên trời luôn. Ghê không? Mà anh giết chùm đây rồi. Ở đảo nào ta? À đảo tuyết. Rồi. Đây. Chùm kia. Không phải đây Rayleigh, không phải chùm, lộn rồi. Ai ai ai. Lộn, bấm lộn. Ở trên đây có con Yeti nè. À, anh bay vô dặm một phát nè. Từ em nhìn con đó thử. Ủa, con đó tuyết. Con này hả? Tao nhìn đó. Nhìn ra dáng chú nhìn ra dáng quyền hồn rồi đó. Nhưng mà vẫn quá yếu. Vài đấm là chết. Quyền hồn quá dễ. Anh mỗi lần gặp trùm nó, trời ơi, con nhìn con này trông có vẻ mạnh đó. Vậy hả? Không, anh nhìn thấy con đó yếu. Nhìn thấy nó là muốn thúc lên vô ái mồ rồi. Trời. Chảnh vậy. Thì đúng rồi mà, đúng kiểu Gojo chứ gì nữa. Rồi đi tiếp nè, càng quét sạch cái map này luôn nè. À, qua nhà tù. Đi. Nhà tù. Đúng rồi. Impel Down. Đó, ở đây có tới tận 3 con chùm lận. Nhưng mà một con thoát rồi. Là mình giết Warden trước. Đây. Gojo đi giải cứu Ace đúng không? Gojo đi giải cứu Ace. Đó. Quá dễ. Ôi, thằng này đấm vài cái là gần chết rồi nè. Nó mạnh vậy. Ồ, Gojo có 2 kill quan sát. Gojo nó không thể đụng được nè. Thấy không, thấy không? Lộn lộn này giờ không phải là ra 2 kill quan sát nữa. Đây là vô hạ hạng. Hụt. Ây da, chúng rồi. Chạm mày nha, chạm được mày nha. Mày lại đây. Mày lại đây. À, anh đưa nó vô trong. Vô lượng không xứ. Ủa sao cứ đưa nó vô. Ôi thằng này còn bị kẹt trong đây nè đi. Ôi em cũng vô luôn hả? Đúng rồi. Thằng này bị kẹt đây luôn nè. Nó bị kẹt mà nó bay đây luôn. Rồi anh lỡ đưa nó vô trong đây rồi, nó bị khóa trong lãnh địa này. Ui đấm được luôn nè. Nó bị khóa luôn rồi nè. Sao nó không chết? Ồ còn cái giật trong đây luôn nè. Ồ ngầu quá. Giờ mới biết á. Ngày xưa mình giam hết tất cả các boss vô rồi sao? Ngầu quá. Đóng lại coi nó thoát ra được không? Mất luôn. Ủa? Không là được, không có xuất hiện ra đây luôn. Ghê vậy? Rồi nó bị đưa qua chiều không gian khác rồi. Ơi qua con tiếp theo đi. Đi qua con tiếp theo, đưa nó vô đó thử. À, đây dưới đáy biển. Dưới đáy biển. À, thảo người cá. Thảo người cá.
Đây, một nguyên hồn mang hình cá. Nguyên hồn này chắc nguyên hồn cấp 1 hả? Chưa được gọi là đặc cấp đâu hả? Người quá yếu. Bụp 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 bụp. Ồ ôi, học rồi kìa. Bật vô hai hạng lên. Mày sao đụng được bố? Ôi ôi, nó đổi tóc trắng đi kìa. Mà cũng vậy à. Cũng không thay đổi được gì đâu. Ồ ôi, học rồi nha. Anh giết nó luôn kìa. Ồ, anh có được cái cây này luôn rồi kìa. Ghê không? Rồi anh đi quay lại anh giết chùm nào là anh được vật phẩm của chùm đó luôn. Rồi ok, cất rồi đó. Đó, xin so liền. Đã trên trời gặp một người, người đó cũng là Ino. Kiểu đúng rồi, đúng rồi. Đây, đây nè, đó Ino. Cỡ này, cỡ nguyên hồn này là cỡ là đặc cấp rồi nè. Đúng rồi, không cần nhận nhiệm vụ. Để ta bắt đầu trước. Không đánh trúng nha, không đánh trúng được, bắt buộc phải bật haki lên. Gojo bật haki. Nhìn đen thui vậy. Cũng được. Gojo mà cộng thêm haki nữa thì ai chơi lại? Một rồi. Ôi. Anh cũng có sấm sét. Rồi không trúng được. Khúc đó bật vô hàng lên rồi, đánh không trúng. Ơi, quá dễ. Vậy hả? Ở đây. Đấu với lại Đô đốc Hải quân, Đô đốc. Ủa, Đô đốc Bắc Ma tên gì tao quên rồi ta. Sakayuki. Sakayuki. Ủa, Sakayuki cũng phải bật haki lên á. Nhưng mà ổng cũng sẽ không chịu nổi mình. Xuống đây. Chịu sao nổi. Xuống đây. Bụp 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 bụp. Mà bị đấm phù phù mỏ. Ồ, quýnh tan xương nát thịt luôn. Fountain. Đây. Rồi, đấu với Frankie nữa. Hello Frankie. Được không? Đi ngầu đi. Gojo bước tới với Frankie nè, đó. Khúc kiểu Gojo luôn á. Ôi, đánh mà chỉ di chuyển bước thôi không, ghê không? Ôi. Ồ, Frankie mạnh á, Frankie mạnh hơn á. Hả? Ừ. Đúng rồi, đúng rồi. Nè nè nè, nhìn anh dốt Frankie vô vòng đập này đi. Nhìn nè. Đó. Ủa? Chưa được rồi. Đây. Đó, giờ mày làm gì? Thì đúng rồi. Khó chịu. Tức quá, địch nó văng lên trời kìa không? Hành cho tới chết. Đúng, khó chịu luôn. Ồ, quá dễ luôn, cô chô không cần phải làm gì luôn. Tức quá. Quýnh lộn người ơi. Ê, nó dí em kìa. Rồi, xong. Đó. Rồi, vậy là mình đã hoàn thành toàn bộ boss ở C1 bằng Gojo với vô hạ hạng. Quá đỉnh. Rồi, nếu mấy bạn thích video thì nhớ like nha. Rồi, tạm biệt.